Chào mừng quý vị khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lời đầu tiên, cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời kính chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng ban biên tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như quốc tế, những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. 8.320 người mắc COVID-19 trong ngày 6 tháng 8. Thành phố Hồ Chí Minh có 4.060 ca. Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội đến 6 giờ ngày 23 tháng 8. Phó Thủ tướng đề nghị tiêm vaccine cho lao động các doanh nghiệp quan trọng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây là thông tin chi tiết. Theo thông tin từ Bộ Y tế, tối 6 tháng 8, Việt Nam có 4.315 ca mắc COVID-19. Số người mắc mới trong ngày là 8.320, cao hơn hôm qua 1.081 ca. Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 6 tháng 8, Hệ thống Quốc gia Quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.315 ca nhiễm mới, gồm 4 ca nhập cảnh và 4.311 ca ghi nhận trong nước. Các bệnh nhân trong nước được ghi nhận nhiều tại Thành phố Hồ Chí Minh 1.497, Bình Dương 847, Long An 573, Đồng Nai 347, Khánh Hòa 269, Hà Nội 115. Như vậy, trong ngày 6 tháng 8, Việt Nam ghi nhận 8.324 ca nhiễm mới, gồm 4 người nhập cảnh và 8.320 ca trong nước, tăng 1.080 trường hợp so với ngày hôm qua. Thống kê số lượng ca mắc mới tại từng tỉnh, thành phố trong ngày 6 tháng 8 gồm Thành phố Hồ Chí Minh 4.060, Bình Dương 1.169, Long An 859, Đồng Nai 554, Khánh Hòa 269, Tiền Giang 253, Đồng Tháp 141, Đà Nẵng 138, Hà Nội 116, Tây Ninh 102, Cần Thơ 94, Bình Thuận 66, Vĩnh Long 63, Trà Vinh 62, Bến Tre 52, An Giang 47, Phú Yên 43, Ninh Thuận 25, Gia Lai 24, Nghệ An 21, Bình Định 19, Kiên Giang 17, Đắk Lắk 17, Hà Tĩnh 13, Hậu Giang 12, Lào Cai 11, Quảng Nam 11, Thanh Hóa 9, Thái Bình 8, Ninh Bình 8, Hải Dương 5, Bình Phước 5, Quảng Ngãi 5, Đắk Nông 4, Lâm Đồng 4, Quảng Bình 3, Bạc Liêu 2, Quảng Trị 2, Lạng Sơn 2, Vĩnh Phúc 2, Thừa Thiên Huế 2, Hà Giang 1. Trong đó 1.486 ca cộng đồng. Tính đến chiều ngày 5 tháng 8, Việt Nam có 185.057 ca nhiễm, trong đó 2.334 ca nhập cảnh và 182.724 ca mắc trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27 tháng 4 đến nay là 181.153 ca, 55.266 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Liên quan Thành phố Hồ Chí Minh, đã 72 ngày kể từ thời điểm Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện F0 đầu tiên của ổ dịch điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng. Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh có số ca mắc và tử vong cao nhất cả nước. Song bức tranh chống dịch của thành phố đã bắt đầu xuất hiện nhiều tín hiệu vui, cho thấy nỗ lực của chính quyền, ngành y tế đã đúng và hiệu quả. Tốc độ tăng ca nhiễm trung bình mỗi ngày của thành phố đang có xu hướng chậm lại. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, từ khi áp dụng chỉ thị 15, siết chặt theo chỉ thị 16, tốc độ tăng ca nhiễm tăng bình quân 1,5 lần trên ngày so với lúc áp dụng chỉ thị 15 tăng 6 lần bình quân trên ngày. Dù vậy, dịch đã lấn sâu vào cộng đồng, việc truy vết, các biện pháp đều phải thực hiện triệt để, gắt gao và nhanh chóng. Sau hơn 2 tuần giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng, Hà Nội tiếp tục gia hạn thời gian áp dụng biện pháp này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành công điện số 18 về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến 6 giờ ngày 23 tháng 8 trên phạm vi toàn thành phố để phòng chống dịch COVID-19. Trao đổi với Dinh sáng 6 tháng 8, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã nhất trí cao việc kéo dài thời gian giãn cách xã hội thêm 15 ngày. Để đảm bảo phòng chống dịch một cách tốt nhất, thành phố sẽ thực hiện giãn cách xã hội thêm 15 ngày nữa, theo nguyên tắc chỉ thị 16 của Thủ tướng, Phó Bí thư Thường trực cho biết. Trước đó, trong văn bản gửi các đơn vị toàn thành phố ngày 5 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Chu Ngọc Anh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị triển khai kịch bản chi tiết chủ động ứng phó với dịch bệnh theo từng cấp độ diễn biến thực tế, có phương án dự phòng trong tình huống phải kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội, văn bản chỉ đạo nêu.
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu toàn thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị số 17 ngày 23 tháng 7 của Ủy ban Nhân dân thành phố, triển khai đảm bảo thực chất, hiệu quả, chắc chắn, chặt chẽ hơn việc giãn cách xã hội theo nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, kiên quyết yêu cầu người dân ai ở đâu ở đó. Tất cả cơ quan đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, đoàn thể trên địa bàn thực hiện nghiêm, bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Chỉ những người được phép mới đến làm việc trực tiếp trong trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cấp bách cần thiết khác. Chính quyền cơ sở nghiên cứu kỹ các văn bản, quyết định, hướng dẫn của Trung ương và thành phố để chủ động linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện đảm bảo công tác phòng chống dịch được kịp thời, hiệu quả, thực chất và phù hợp với điều kiện, yêu cầu thực tế của từng địa phương. Tại các khu vực không có dịch vùng xanh, Ủy ban Nhân dân Hà Nội đề nghị mỗi người dân ngoài việc chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết, phát huy vai trò cùng tham gia thành lập các khu vực tự quản, chốt bảo vệ vùng xanh. Chính quyền cơ sở thường xuyên tuyên truyền, kiểm soát việc thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, sẵn sàng trong mọi tình huống phát sinh. Tại các khu vực có nguy cơ vùng da cam, gồm các nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ quan, đơn vị, chợ, siêu thị, bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, chính quyền cơ sở phê duyệt phương án phòng chống dịch, chỉ cho hoạt động khi đảm bảo các quy định phòng chống dịch bệnh. Quận, huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát qua việc tiếp nhận các ý kiến giám sát của nhân dân trên địa bàn hoặc qua công tác kiểm tra, giám sát của các lực lượng chức năng, chính quyền cơ sở. Mỗi cán bộ công chức, người lao động, người dân nghiêm túc chấp hành việc khai báo y tế bằng mã QR khi đến làm việc, lao động hoặc mua sắm. Thành phố giao chính quyền các cấp, ngành bảo đảm không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa, mất ổn định thị trường, thực hiện tốt các biện pháp bình ổn giá, không để xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá, đầu cơ, hàng giả, hàng kém chất lượng, gây hoang mang trong dư luận. Ủy ban Nhân dân Hà Nội yêu cầu đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho mọi người dân, đặc biệt là các khu vực cách ly, phong tỏa, đảm bảo không để bất kỳ ai bị thiếu ăn, thiếu mặc, đồng thời đáp ứng nhu cầu chăm sóc y tế, sức khỏe, tinh thần cho người dân. Hà Nội bắt đầu thực hiện chỉ thị 17 của Ủy ban Nhân dân thành phố trên nguyên tắc chỉ thị 16 của Thủ tướng từ 6 giờ ngày 24 tháng 7. Sau gần 2 tuần diễn biến dịch tại thủ đô có chuyển biến tích cực, song số ca mắc được phát hiện tại cộng đồng vẫn ở mức cao, chiếm 50-60% số ca nhiễm hàng ngày. Thời gian qua, Hà Nội đã huy động lực lượng toàn thành phố để xét nghiệm, truy vết và bóc tách các F0 trong cộng đồng. Bên cạnh việc xét nghiệm sàng lọc tại nơi có nguy cơ cao, thành phố cũng yêu cầu ngành y tế đẩy mạnh xét nghiệm người ho, sốt, qua đó phát hiện nhiều ổ dịch nguy hiểm như ở Đông Anh, Đống Đa, Hai Bà Trưng và Hoàng Mai. Tuy nhiên, thành phố liên tiếp phát hiện thêm nhiều chuỗi lây nhiễm phức tạp, số lượng F0 lớn liên quan tại nhà thuốc Đức Tâm, Đống Đa, công ty thực phẩm Thanh Nga, Hai Bà Trưng. Dịch bệnh tấn công vào các chuỗi siêu thị, chợ dân sinh làm gián đoạn nhiều hoạt động đời sống của người dân. Trong đợt dịch thứ tư bùng phát từ 29 tháng 4, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 1.559 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, chưa kể hơn 200 ca mắc trong các bệnh viện tuyến trung ương. Riêng chùm lây nhiễm mới phát hiện từ ngày 5 tháng 7 đến sáng 6 tháng 8 đã có 1.290 trường hợp dương tính với nCoV. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người lao động tại những doanh nghiệp sản xuất quan trọng. Ngày 6 tháng 8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại một số doanh nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, thương mại điện tử trên địa bàn thành phố. Tại Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Xúc sản Vision, quận Bình Thạnh và Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam Vi Phong, đại diện hai công ty này bày tỏ khó khăn trong việc tổ chức sản xuất, việc duy trì nguồn cung ứng nguyên liệu đang bị đứt gãy do tác động của dịch COVID-19. Để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, các công ty đã giảm số lượng lao động nên công suất giảm, trong khi nhu cầu của người dân lại tăng cao. Trong khi đó, thời gian áp dụng mô hình sản xuất 3 tại chỗ kéo dài làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, tâm lý của công nhân và người lao động. Sau đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tikinao Smart Logistics, phường 2, quận Tân Bình. Tại đây, đại diện công ty này chia sẻ bất cập trong việc giao hàng liên quận, giao hàng tại các vùng phong tỏa. Tại buổi kiểm tra, các doanh nghiệp này đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên tiêm vaccine cho người lao động tham gia chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm. Người lao động sau khi hoàn thành cách ly tập trung được quay trở lại làm việc dưới sự giám sát của doanh nghiệp và cơ quan y tế. Cùng với đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong vận chuyển hàng hóa, lương thực, thực phẩm
từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian giãn cách xã hội, các doanh nghiệp phải giảm số lượng công nhân, nhưng với những doanh nghiệp cung cấp thực phẩm thì thậm chí phải tăng công suất hoạt động nhiều lần. Theo bà Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khẩn trương xử lý ngay các kiến nghị của doanh nghiệp về việc tiêm vaccine, cho phép người lao động sau khi hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung được quay trở lại làm việc ngay, duy trì hoạt động sản xuất an toàn. Trao đổi lại tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gợi ý các doanh nghiệp thiết lập thêm các kho chứa hàng lưu động tại các quận, huyện và thành phố Thủ Đức, đồng thời huy động lực lượng tình nguyện, đoàn thanh niên nhận hàng từ địa điểm chốt khu vực vùng phong tỏa, hỗ trợ đưa cho người nhận hàng. Theo ông Vũ Đức Đam, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Thành phố Hồ Chí Minh phải phòng chống dịch trong thời gian dài. Do vậy, một số giải pháp chỉ phù hợp trong thời gian ngắn, còn về lâu dài không thể áp dụng các giải pháp giống nhau cho cả thành phố. Điều quan trọng nhất là phải duy trì được sản xuất và phân phối những gì cần thiết nhất trong thời gian chống dịch như trang thiết bị, vật tư y tế, lương thực, thực phẩm. Đối với các kiến nghị của các doanh nghiệp, Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cùng các sở ban ngành của thành phố cần theo sát tháo gỡ cụ thể những vướng mắc cho doanh nghiệp trong thời gian nhanh nhất để bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất liên tục và an toàn. Phó Thủ tướng đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người lao động tại những doanh nghiệp sản xuất quan trọng. Các doanh nghiệp cần chủ động ký hợp đồng với cơ sở y tế để thực hiện theo dõi, giám sát y tế hàng ngày đối với người lao động, phát hiện hỗ trợ kịp thời trong trường hợp cần thiết tại nhà máy cũng như nơi ở. Chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp và người lao động khi phải thực hiện sản xuất ba tại chỗ trong một thời gian dài, Phó Thủ tướng gợi ý việc phân chia ca kíp nhóm sản xuất theo khu vực cư trú của người lao động, đặc biệt là phải nắm sát công nhân ở vùng xanh, vùng đỏ. Cùng với đó, các doanh nghiệp cần tìm kiếm những khu nhà trọ để làm ký túc xá doanh nghiệp, tổ chức đưa đón an toàn cho người lao động từ nơi ở đến nơi sản xuất. Vâng, bản tin ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay, hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.